đây. Chưa? Dẫn chưa? Hấp dẫn chưa? Nè. Con không quay được con cá bóng, con quay đâu vậy này nè. Thấy không? Quá đã. Chào các bạn nha các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Ba Thảo Bến Tre của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi trải nghiệm một cái cách bắt cá nữa đó, gọi là đi bắt cá bóng hội nha các bạn. Thì thật sự ngày hôm nay là không phải là ngày bắt cá bóng hội, thường là nó sẽ là vào ngày 14 giờ rằm nha. Nhưng mà lúc nãy mình đi ra mấy bụi lá, mình nhìn thấy sao mà nó chui vô bụi lá, nó lú đầu lên mấy con nha. Chắc là ngày hôm nay nó có hội các bạn, cho nên là mình sẽ dẫn các bạn đi nha. Mà chưa biết là ngày hôm nay là ít hay nhiều nha. Rồi bây giờ mình đi, các bạn theo mình nha. Có phòng thề. Ok, một con đây, được chưa? Ui, một con nữa. Đây, thêm một con nữa. Thấy không? Hai con. Đâu nữa không? Ôi, hai con luôn, hai con này bự nè. Thấy chưa, cặp luôn. Thấy luôn rồi. Quá ngon.
hai con luôn bạn ơi. Nó vô nó nằm thấy lú đầu lên nhìn dễ thương lắm. Quá đã, quá đã. Đây nha các bạn. Hai con nha. Ôi ôi nó mập ông ơi. Rồi đi tiếp thôi. Anh đây có nào nữa không? Hết rồi, khúc này hết rồi, đi ngược ra kia đi. Đây nè, đây. Đây có nó quậy đục ngừ nè. Đó đó. Đó. Một con nha bạn. Còn con nữa. Đó, đó, đó. Hay quá. Hai con nha các bạn. Quá hấp dẫn. Đây. Hai con. Vừa ha, bằng nhau ha. Ngon quá. Dẫn vô hấp dẫn chưa nè nè. Con không quay được con cá bóng không quay đâu vậy nè nè. Thấy không? Quá đã, quá đã. Vô. Rồi. Quá ngon luôn bạn ơi. Hai con cá bóng vừa quá mập luôn. Đây nha các bạn, mình thấy cái hang này, cái này đục đục nha bạn, nhưng mà lúc nãy là nó có một con còng gió trong này nha. Giờ mình mới thò tay vô mới đụng được một con cá bóng này nè. Đó đó. Ui nó chạy xuống rồi, đi thiều cho nó chạy lên. Đó. Rồi ôi quá bự luôn trời ơi. Tiêu rồi. Yên tĩnh. Thôi đi kiếm tím hang khác. Như vậy là hôm nay nó sẽ có vô hang á. Đi. Hai con vô cái hang này im quá. Hang họ rút tay luôn. Tay nha. Quá đã. Đây, hai con nữa. Ấy da, ấy da. Nào.
cặp bự chảng luôn. Ok. Quá là đơn giản. Quá là đơn giản bạn ơi. Đây nha. Được hai con nha bạn. Hai con mà đều hơi nhỏ xíu nha. Hai con. Thôi mưa lớn tới rồi, thôi cha con mình lên coi nhiêu đây đủ ăn rồi, để mình lên mình cho các bạn xem nha. Này con cho mọi người xem đi. Cách bắt cá bông dừa hết sức đơn giản nha các bạn. Thì thôi giờ trời cũng mưa lớn rồi, cho nên thôi cha con mình chào tạm biệt các bạn nha. Nếu mà các bạn thấy hay vui thì nhớ đăng ký, nhớ like và chia sẻ để ủng hộ kênh Ba Thảo Bến Tre mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.